tình. Thằng nào mượn nợ lặng thinh say ba ngày nữa thúi ình ruột gan. Thằng nào mượn nợ hay than say ba ngày nữa tan quan cửa nhà. Thằng nào báo hại mẹ cha say ba ngày nữa xuống nhà diêm vương. Thằng nào nói sao đủ đường say ba ngày nữa lên giường gãy răng. Thằng nào mượn nợ hung hăng say ba ngày nữa não văng khỏi đầu. Thằng nào mượn nợ trả lâu. Thôi giờ mình bắt cúc đi bán. Cái gì vậy? Người ta hỏi tôi mua cúc đi bán thì tôi đi bắt cúc bán thôi, ông làm gì ông xù lông lên. Cúc tôi nuôi tôi bán cho tôi kêu bạn giữ thôi chứ tôi đâu có nói là cho bạn cúc đâu. Rồi. Rồi cúc đi bán. Dạ. Rồi bắt cúc đi bán, chữ gì chữ. Rồi. Rồi bỏ vô đây, hồi đem cái thùng này đi bán. Rồi, ủa ta. À, ai kêu mình cái gì vậy ơi? Để mình đi vô nhà thử xem coi. Ôi là trời. Dạ, làm gì vậy? Tôi ấy rồi, mình cứu anh nhắm ông cứu nổi không? Tôi đem đi tôi bán à. Người ta mua tôi rồi. Ta nó vô ăn hầu cá. Cái mình á, cái mình bắt mình đuổi nó đi khỏi nhà. Cái nó xin nó cho nó vô nó giữ chuồng cút. Và bây giờ mình vô mình bắt chuồng cút thì nó không cho. Thôi giờ bắt con cút đi coi. Tôi bắt con cút tôi đi ăn rồi đó. Nó tụi sùng lông lên với mình. Bây giờ nó nằm từ trên nữa rồi. Bây giờ là chuồng cút rồi, nó cai quản rồi. Bây giờ muốn bắt một con cút nó cũng không cho nữa. Bắt con cút à. Đó. Nó nói ai mà hiểu bữa đó đuổi nó đi làm chi. Rồi bây giờ kêu nó ra nó làm bảo vệ chuồng cút đi. Bây giờ là mình nằm kèo dưới nó luôn rồi. Thôi tôi bắt con cút đi. Con cút nha. Thôi. Con cút đi. Đó. Nó chửi kìa kìa kìa. Đó. 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 Ê. Đó. Nó lại ngay cái tay nó làm đi. Thôi bắt con cút đi. Không cho cái bạn kìa, nó giật lại kìa, nó giật lại kìa, nó kìa chạy chạy trên hả, rồi luôn à, nó giật lại, nó không cho bắt luôn đi các bạn ơi, nó giật lại vậy đó, thấy không, tính ra là mình sai lầm rồi đó, mình phạt nó giữ cút lại sai lầm, bây giờ để nó làm chầu trên với mình đó, đó, nó không cho luôn nè, nó giờ chầu trên nữa vậy, thôi chầu trên thì chầu trên, nó cái tội vô, đuổi nó làm chi, thôi giờ tao trả nè nha, giờ trả nha, rồi ok trả. Nó kêu mình theo rồi, kêu mình trả kìa đó. Nó chửi mình con đẻ không. Đó, thôi giờ trả thì trả. Tao trả rồi nè, nó thả vô đó rồi đó. Mình chửi rồi đó.